em đang cố gắng kìm nén ức chế lúc này. Em rất chắc chắn năm nay ban tổ chức rất lầy. Em hạnh phúc trong 3 phút vì em đã từng được trao vương miện đó cho chính em và nói chính xác tên nước em. Em không thể tin, tin là công bố sai. Em muốn hy sinh vì phải nghe như đắm vào tai. Apologize em hàng hai, nguyên nhân là bởi vì ai? Nhưng hôm nay đêm chung kết, trước mắt em là gì đây? Tội cho em lúc đó tụi mình được đăng quang, tội cho em lúc đó miệng toàn ra ngó ngang, tội cho em lúc đó mặt đơ tim vỡ tan, mà còn bị quê khi MC ra phút vàng. Và bao nhiêu giái nữa đọc sai tên tiếp đây, và bao nhiêu á hoa xe cây cu vì nhảy. Và em thấy thương cho thân em lúc này, thương cho hạnh phúc siêu ngắn của em. Không biết sắp đặt gì đây.